Wow đây, ứng dụng hẹn hò gặp gỡ nhau ngoài đời thật đã có phiên bản iOS, tải miễn phí ngay. Chào mừng đến với vũ trụ hoài niệm. Perfect Universe, vũ trụ hoàng mỹ. Công ty truyền thông hàng đầu trong việc hợp tác và sản xuất các chương trình giải trí ấn tượng. Là đơn vị tiên phong trong việc liên hệ và cung cấp KOLs nghệ sĩ chất lượng cho các dự án. Mọi thông tin vui lòng truy cập vào website để biết thêm chi tiết. Bây giờ đi ha, thì mình sẽ phải chọn lại. Bởi vì có thể trong quá trình mình giao tiếp, mình suy nghĩ lại, hoặc là mình muốn bồi đắp thêm tình cảm với một người mình thấy là có tiến triển, em sẽ chọn ai? Dạ xong rồi. Em chọn xong rồi. Rồi, coi như mình sẽ giữ bí mật phần này cho khán giả xem và biết thôi ha. Còn các chàng trai của chúng ta vẫn chưa biết cô ấy đến đây vì ai. Mặc dù có nhiều suy đoán nhưng chúng ta không chắc được 100%, bởi vì 30 chưa phải là Tết. Và bây giờ xin mời các chàng trai cùng xoay ghế. Fanny à. Dạ. Chốc lát nữa thôi em sẽ phải tỏ tình rồi và chị không được chứng kiến. Bởi vì là chị phải ở phía sau luôn, chị không có ở trước mặt được. Em với bạn ấy muốn sẽ cùng nhau hẹn hò ở đâu? Em nghĩ là sẽ là một quán nhậu. Quán nhậu? Dạ, em không biết nhậu nhưng mà em rất là thích cái cảm giác là ngồi quán nhậu. Ừ. Một cô gái vừa có cá tính nè, vừa có sự dịu dàng, yêu thương động vật, có phần thẳng thắn nè. Cô ấy rất tinh nghịch, cá tính dễ thương, hoạt bát, nhưng mà cũng có phần sâu lắng, nhẹ nhàng, hiểu chuyện. Vậy thì trái tim của bạn đã mách bảo điều gì khi thấy cô ấy đến đây? Và đây là cơ hội dành cho bạn. 3. Hai. Một. Hết giờ. Tôi có 3 chiếc ghế xoay lại. Cảm ơn các bạn đã thẳng thắn muốn nói với Fanny một điều gì đó rất đặc biệt về cô gái này. Xin mời các bạn còn lại xoay ghế ạ. Sorry ra để chút xíu nha. Cái ghế của bạn bị xoay không có đẹp. Ai mà bấm mạnh quá làm gì? Quyết liệt quá. Ok, đẹp rồi. Rồi nó xoay một vòng luôn. Nó mớp luôn. Để em coi kìa, Phúc Thịnh học bài thấy không? Đang nhẩm nhẩm. Nhẩm rồi. Ủa hả chị, Phúc Thịnh vậy hả chị? Sao là chuẩn bị sẵn rồi? Bảo sao lúc em thấy... Bảo sao hôm nay em thấy đi vệ sinh cứ nhẩm nhẩm gì chị ạ? Hóa ra là nhẩm. Kìa, đừng có chú ý tôi nào. Ngồi nhẩm cái bài đó, đừng lấy mấy bài cũ nha. Em Thịnh vẫn học bài hả em? Dạ không ạ. Em ơi. Đang nhẩm lời bài hát. Gì đâu. Cảm ơn Phương Đông, Phú Thịnh và Minh Hưng đã quyết định xoay lại để bày tỏ. Xin mời Minh Hưng. Thằng này nó tránh vào slot của mình. Cái kính, cái kính. Tại vì là anh phải hơi dùng một tí nữa, anh phải bình tĩnh lại. Tại vì là khi mà anh đã quyết định bấm như thế này thì anh đã xác định rằng là cái câu trả lời của em có là đồng ý hay là không đồng ý, thì anh sẽ vẫn là
mãn nguyện được cái lòng của mình. Bởi vì là anh dám đứng đây để nói với em, và anh dám đứng đây để thổ lộ với em. Phải nói như nào nhỉ? Lần đầu tiên quen Fanny là qua chương trình chơi Ai Là Đồ Tồi, đúng không? Thì là lần đầu tiên nói chuyện với em thì anh đã cảm thấy là cái người con gái này rất là dễ thương, rất là hòa đồng, rất là vui tính. Em anh có một cái câu mà nói về chuyện tình yêu á, dù cái người mà mình yêu có nhiều tật xấu như nào, em có không có bóc tôm, em không muốn bóc tôm, hay là em không có muốn đổ cái phân mèo, em có điểm xấu như nào, nhưng mà khi mà một người mà đã yêu em rồi á, thì người ta sẽ bám vào cái điểm tốt nhất của em, người ta sẽ vịn vào cái điểm tốt nhất đấy của em để yêu em đến suốt đời. Hay là kể cả là có cãi nhau chăng nữa thì anh sẽ vẫn luôn nghĩ về cái điều tốt đấy để anh yêu em. Anh có rất thích một câu nói, anh hơi run một tí, em có thể cho anh run thiệt. Anh rất thích một câu nói, đó chính là trong chuyện tình yêu ấy, hãy yêu cái người mà người ta yêu em, chứ đừng yêu cái người mà em yêu người ta. Bởi vì là anh cái người mà anh rung động ấy, anh nhìn em ấy, anh cảm thấy là cái người con gái này mình phải che chở, cái người con gái này mình phải vỗ về. Thì kể cả là em có đồng ý với ai chăng nữa thì anh vẫn luôn luôn đứng ở đây. Và anh hôm nay anh cảm thấy là rất là vui rồi, bởi vì là anh đã dám đứng dậy và anh đã dám nói ra được những cái thứ ở trong lòng anh. Em hãy yêu cái người ấy, người ta chịu thay đổi vì em, và anh chính là cái người chịu thay đổi vì em tất cả. Mặc dù bây giờ anh đang đứng ở đây, anh đang rất là run. Anh biết là ở ngoài kia có rất là nhiều tốt hơn anh, có rất là nhiều người có thể đứng ra chịu hy sinh về em, nhưng mà thì là em rất là trân trọng những cái tình cảm mà mọi người dành cho em, và đặc biệt là anh dành cho em. Em cảm thấy anh rất là run nè, trời ơi, cái tay em run theo luôn đó. Em thấy được sự chân thành, và em nghĩ là cái câu trả lời của em sẽ để dành một chút nữa em sẽ trả lời được không ạ? Cảm ơn anh. Ôm hơi nhiều nhá. Anh rung lắm. Nhìn là anh Phú Thịnh chưa? Mà anh Thịnh căng lắm rồi chị ạ. Em đã thấy một cậu trai nào 1m84 mà rung cầm cập như vậy trước một cô gái nhỏ nhắn như vậy chưa? Chân thành quá. Em chưa ạ, anh rung lắm, anh cái tay anh như này luôn nè. Có một điều 100% chắc chắn là Minh Hương là người cực kỳ thành thật ấy. Cái gì Minh Hương cũng nói tuốt tuồn tuột. Nên là hy vọng trong ngày hôm nay những gì mà Minh Hương nói ra mình sẽ khắc cốt ghi tâm. Dạ. Xin bật mí nha, Phương Đông là một người khá là ít nói khi mà chúng ta trò chuyện ở trong cái trò chơi đó. Nhưng mà hôm nay Phương Đông sẽ nói rất là nhiều, và đặc biệt chỉ nói với một người thôi. Nên hy vọng là em sẽ mở lòng với Phương Đông ha. Dạ. Dạ, xin mời Phương Đông. Cố lên. Chào em. Ôi, nhìn gần thấy Fanny xinh quá. Nhìn sáng xinh mà. Thực ra là anh đã quen Fanny qua những tập chơi ma sói. Thì anh có thể thấy được Fanny là một người rất là thông minh và hiền lành. Và đặc biệt qua những câu chuyện mà vừa nãy Fanny có kể thì Fanny là một người rất là trưởng thành, biết lo nghĩ cho gia đình. Khi mà ngay khi trưởng thành, Fanny đã lo lắng cho cả gia đình và biết lo nghĩ cho người lớn. Và anh còn thấy được một điều nữa ở Fanny, đó là Fanny là một người sống rất là tình cảm. Khi mà một cái câu chuyện về một người chị nó xảy ra rất là lâu rồi, thế nhưng mà Fanny luôn luôn ghi nhớ những cái điều đấy ở trong lòng. Thì tất cả những cái điều đó gộp lại thì còn một cái điều nữa là xin nhấn mạnh lại một lần nữa là Fanny có một vẻ về bên ngoài rất là xinh đẹp. Cảm ơn anh. Tổng thể những cái điều đó lại thì Đông thấy là Fanny là một người gu thuộc cái gu rất là hoàn chỉnh của anh. Thế nên là hôm nay anh lấy hết cái dũng cảm lên đây
Anh không muốn là sau này khi mà cái cơ hội nó qua đi, anh không có cơ hội nữa. Anh không biết là câu trả lời của em nó sẽ là thế như nào. Thế nhưng mà nếu mà em đừng hẹn hò với anh ấy, thì anh sẽ giúp em xóa bỏ đi hết những chiếc sừng, những niềm đau, những chiếc sừng cũ của em. Và anh sẽ đảm bảo một điều rằng em sẽ không bao giờ mọc thêm mấy chiếc sừng nào nữa. Em rất là cảm ơn anh vì đã lên đây để nói chuyện với em. Em cũng biết anh là trong chương trình Ai Là Đồ Tồi thì anh là một người rất là ít nói. Và kiểu bình thường chỉ có những cái sự kiện nào quan trọng lắm thì anh mới nói thôi. Và hôm nay anh đã đứng đây để bày tỏ tình cảm với em thì em rất là trân trọng. Và em cũng mong là chút nữa em sẽ cho anh câu trả lời được không? Ok, em cảm ơn. Cảm ơn anh. Nhưng mà em không phải đâu. Cảm ơn em rất nhiều. Nè, cảm ơn anh. Ta vẫn chưa biết điều gì thật sự đang diễn ra trên sân khấu này cho đến khi Phú Thịnh xuất hiện vậy. Phú Thịnh, em có điều gì nãy giờ em cứ lẩm bẩm là em đang học bài hay sao? Ổng lời bài hát nãy giờ em thấy anh Phú Thịnh mặt căng lắm luôn ý. Căng lắm nhá, như kiểu sắp ra chiến trận vậy. Chị biết không, nhất là mấy cái lúc ôm với chị vậy. Sao là vậy? Ôm tình bạn thôi mà Phú Thịnh giống như là em muốn nuốt cái ghế. Anh lấy cái gì vậy? Anh làm gì vậy? Lấy dao định đâm em với Minh Hưng sao? Anh Thịnh sân khấu xin nhường cho Phú Thịnh ạ. Nói như thế nào nhỉ? Từ từ, khoan ba, đi tỏ tình phải do chỉnh chu. Thật sự là khi mà anh ngồi ở dưới á, anh nghĩ ra nhiều văn thơ lắm. Quên bài. Nhưng mà thật sự là anh không có biết rõ là bây giờ cái cảm xúc anh như thế nào. Và thật sự là bây giờ anh đứng ở trên đây và đứng đối diện với em, anh không biết phải nói gì. Nhưng mà anh chỉ muốn nói em một câu như thế này. Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh hứa bất cứ lúc nào em cần anh cũng sẽ có mặt. Chúc tụi em trả lời anh nhé. Ai cũng hẹn chút nữa hết hả? Sao vậy? Thôi vậy. Minh Hưng à, tại sao lúc nãy quay về ghế em lại khóc vậy? Tại vì là em cảm thấy hơi tiếc một chút. Em cảm thấy em chưa có đủ chân thành để có thể được em xin lỗi. How can you say that nothing's different, that we should pick up the pieces? Somebody ought to come along. Không sao, nhưng mà hy vọng rằng là Fanny sẽ quyết định thật là đúng và tìm được cái người mà em yêu. Thì ra thương một người không phải là ở bên cạnh mà là ở trong tim. Cảm ơn Minh Hưng vì ba chàng trai hôm nay đó Fanny, mỗi người phản ứng một kiểu khác làm cho chị cũng suy tư rất là nhiều. Minh Hưng thì cảm thấy có một chút gì đó là hơi lo lắng rồi còn có rơi nước mắt. Còn Phú Thịnh á, thì rơi vào trầm tư một chút, suy nghĩ, nghi ngờ, tự hỏi. Còn Phương Đông á, thì lại lạc quan cởi mở hơn sau khi có một cái ôm để mà chúng ta xác nhận lại mọi thứ, mọi cảm giác của mình. Mỗi người đều có một câu hỏi trong đầu. Nhưng mà câu hỏi lớn nhất đối với chị là em muốn phần tỏ tình tiếp theo nhiều đến như thế nào để mà có đủ động lực đến đây? Thực sự ra là em...
chưa từng làm một cái gì đó thật là hoành tráng cho người mà em thích. Tại vì em rất là ít khi mà bày tỏ với người mà em thích là em thích người ta. Hoặc là nếu mà có thì cũng chỉ là kiểu mé mé cho người ta biết thôi. Ví dụ như là bật đèn xanh cho người ta biết như thế thôi. Đây là lần đầu tiên mà em đứng trên một cái sân khấu như thế này. Và em đã chuẩn bị dồn hết tâm tư, tình cảm của mình vào đây để nói với người ta là em thích người ta. Dạ, giống người ta nói là chân thành hay chân thật hay là chân tình thì đều có chân. Nó sẽ đi một ngày nào đó. Nhưng mà ít nhất người chân thành sẽ không bao giờ hối hận ha. Và chị tin là cái khoảnh khắc này sau này mọi người nhớ lại sẽ mỉm cười nhiều hơn là hối tiếc. Và mong rằng là câu trả lời như thế nào, hay là hai bạn có đến được với nhau hay không, hay là những tổn thương có nhiều hay không, thì điều quan trọng là Fanny đã nói ra. Và em đã làm được tất cả những điều mà em trăn trở trong tiềm thức của mình, là không đánh mất một người đó mình yêu quý khi quá muộn. Dạ. May mắn nhá. Cái ôm cuối cùng là của chị. Dạ. Ok. Còn bây giờ sẽ là sân khấu của Fanny và phần tỏ tình. Có phải set của em đâu. Ủa anh ơi, hình như nhầm rồi hay sao á. Hôm trước mình bàn nhóm nhậu mà. Cái này có phải set sân khấu của em đâu. Kia có phải set của em đâu. Không phải. Đâu phải set của em đâu. Nhưng mà Lê không biết nói gì. Nhưng mà mọi người, mình là Fanny. Hôm nay thì mình sẽ quay một chiếc vlog gọi là lấy hết dũng khí can đảm của mình để học theo chị cả Mai Anh để đến với tỏ tình hoàn mỹ. Và các bạn hãy đoán xem lần này mình sẽ tỏ tình ai nhé. Và quân sư của mình hôm nay đó chính là đây. Ta-da. Mình nè, mình là quân sư cho Fanny đi tỏ tình mọi người ạ. Nhìn gương mặt rồi, cũng chính đi. Chính người. Đó. Ai hợp với tôi nhất? Tôi. Hả? Ok, bây giờ mình sẽ đăng ký cho mọi người đi. Đông á. Đông. Đông hả? À đây. Sao nhìn được đang nghĩ thông tin mà. A few moments later. Chị nghĩ kỹ nha. Xong. Ui, định mang cả vườn hoa lên sân khấu à? Hoa này hoa gì á? Hoa này là hoa dạ quỳnh. Đúng không? Cao này đi với Tuấn Dương rất đẹp á.
duyên thì do trời định, còn phận thì cũng do trời tạo ra. Nhưng mà anh nghĩ là hạnh phúc của mình ấy thì chỉ có mình giữ lấy thôi. Anh và em cùng tạo cơ hội cho nhau ở đây. Anh thì ngồi ở tòa tình Hoàn Mỹ, cùng tìm kiếm những thứ mà chúng ta hy vọng, chúng ta mong muốn. Nhưng tại sao chúng ta không tự tạo cơ hội cho nhau? Đó là em là bà, người bạn đồng hành với cả Honey trong cái sự kiện này. Anh đã có một số trao đổi với các anh chị ekip để tạo nên sân khấu này và tỏ tình em. Anh không cần một lý do để yêu nữa, khi anh đã có em để lấp đầy từng khoảng trống. Anh nghĩ là chẳng có cơ hội nào tốt hơn cơ hội này cả. Nếu mà anh không nói nhớ em về cùng người khác thì sao? Chị muốn nói em một câu như thế này. Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh hứa bất cứ lúc nào em cần anh cũng sẽ có mặt. Anh không biết là cái câu trả lời của em nó sẽ là thế như nào. Thế nhưng mà nếu mà em đừng hẹn hò với anh ấy thì anh sẽ giúp em xóa bỏ đi hết những chiếc sừng, những nhầm đau, những chiếc sừng cũ của em. Kiểu bình thường chỉ có những cái sự kiện nào quan trọng lắm thì anh mới nói thôi. Và hôm nay anh đã đứng ngay để bày tỏ tình cảm với em thì em rất là trân trọng. Và em cũng mong là chút nữa em sẽ cho anh câu trả lời được không? Ok, cảm ơn. Cảm ơn anh. Anh nhìn em ấy, anh cảm thấy là cái người con gái này mình phải che chở, cái người con gái này mình phải vỗ về. Thì kể cả là em có đồng ý với ai chăng nữa thì anh vẫn luôn luôn đứng ở đây. Em thấy là sự chân thành, và em nghĩ là cái câu trả lời của em sẽ để dành một chút nữa em sẽ trả lời được không ạ? Cảm ơn anh. Nhớ người em lên tỏ tình không phải là anh, là Tuấn Dương thật thì sao? Anh không biết không phải là anh. Không phải đâu, tại vì có nhiều lý do cho anh nghĩ là như vậy. Mà thôi, mình ngồi xuống đây đi. Ở với chương trình chắc là được tầm 30 mấy số rồi. Nhưng có lẽ đây là số đầu tiên mà anh là người chủ động tỏ tình với sân khấu nó lớn như thế này, với những cái kế hoạch nó rất là chi tiết. Run. Bây giờ anh mới hiểu cảm giác của các bạn nữ mà khi mà là người lên đây ngồi tỏ tình á. Mà thật sự trong đầu anh đang không biết là tiếp theo mình làm gì á. Em có bất ngờ không? Có, tại vì lúc đầu á em bàn với ekip là đây sẽ là cái set bàn nhậu. Tại vì em muốn một cái sự gần gũi. Nhưng mà tự nhiên lên đây thấy như này thì em kiểu bị bất ngờ á, xong rồi em không biết lên đây nói gì hết trơn. Anh nãy giờ ngồi dưới đúng như kiểu mọi người bảo là kiểu đang học bài kiểu. Thật ra tâm trí mình cứ để đi đâu ấy, không có biết phải nói làm sao ấy. Chắc là Phú Thịnh hiểu nhất này. Lên không biết nói gì á. Thật ra chuyện của hai đứa mình thì hai đứa mình cũng đã rất là rõ rồi.
nhưng mà có thể các bạn ở đây chưa biết và các bạn khán giả cũng chưa biết. Thật ra thì mình và Fanny không chỉ là những người bạn. Ngày trước chúng mình đã từng yêu nhau. Chúng mình đã trong một khoảng thời gian tìm hiểu. Tuy là rất ngắn thôi nhưng mà thật sự là để lại cho mình nhiều kỷ niệm, nhiều cái sự day dứt và nhiều cái sự bỏ ngỏ, bỏ lỡ. Hồi đó thì vì mình phải đi về Hải Phòng học nên là mỗi lần mà nhóm có công việc ấy, có show ấy thì mình lại bay vào Sài Gòn. Và khi hồi đó là anh trưởng nhóm của mình có tham gia chương trình Giai điệu Trung Đôi, mình vào trong Sài Gòn và được anh Ngọc dẫn đi gặp các bạn ở Giai điệu Trung Đôi. Và người đầu tiên mà mình cảm thấy rất là ấn tượng đó chính là Fanny. Lúc đấy là... Anh có nhớ là lần đầu tiên mình gặp nhau là ở đâu không? À, mình gặp nhau ở bàn nhậu. Rồi bỗng nhiên là mỗi sáng thức dậy mong nhìn thấy tin nhắn, đi trên đường mong nhận được tin nhắn. Hồi đó là mua cái điện thoại xong rồi có cái ốp mà đeo ở cổ á, kiểu bất chấp hết luôn. Đi trên đường mà thấy có tin nhắn cái là dừng xe lại và bắt đầu là nhấn, xong rồi lại thả ra đi tiếp. Đấy, cuộc sống của mình tự nhiên, mình cảm giác như cuộc sống của mình ở dưới Hải Phòng nó nở hoa như này mọi người. Ờ, đi trên đường mà cảm giác như hai bên đường nó nở hoa luôn á. Rồi sau đó mình đã quyết định vào Sài Gòn. Và cái này chắc anh chưa bao giờ nói với em nhưng em là lý do lớn nhất để anh chọn Sài Gòn là nơi anh tiến tới. Vì khi yêu mãi khi ai được yêu đâu, trái tim có nhiều yêu dấu, yêu đuối tổn thương. Nếu đã đến xin cho cất bước vội đi, trái tim yêu mẹ. Có thể mọi người sẽ nói là hàng ngày nó thế này thế kia nhưng mà mình là người tuyếp người của tình yêu mọi người ạ. Tức là nếu như có một câu hỏi là bạn sẽ chọn sự nghiệp hay tình yêu, thường thì đa số các bạn trai sẽ nói là chọn sự nghiệp, nhưng mình không dám chắc với câu trả lời đó. Khi mà mình đã gặp được một người mà phù hợp, một người mà xứng đáng với mình thì chả có gì ngoài cô ấy cả, kiểu. Nhưng mà tại sao hai đứa mình lại chọn ngừng lại? Khoảng thời gian đó thì Fanny, như mình vừa nói là Fanny có tham gia chương trình Giai điệu Trung Đôi. Giai điệu Trung Đôi thì mọi người nghe tên thì mọi người cũng biết rồi, tức là phải chung đôi với nhau. À, nói rõ hơn thì là hồi đó là cặp đôi của Fanny với cả một anh nữa rất là nổi tiếng, rất là được lòng các bạn fan, rất được các bạn fan yêu mến, mà các bạn fan luôn ship là gọi là cặp đôi gà bông. Khi mà bọn mình mọi người cũng biết là hẹn hò nhau một khoảng thời gian thì kiểu gì cũng sẽ lộ ra một xíu, hoặc là sẽ có những cái chi tiết nào đó để các bạn ấy nhìn ra được. Các bạn phản ứng dữ dội lắm. Mà các bạn biết là thì bọn mình đã đi đến quyết định là chỉ dừng lại là bạn. Chính bản thân mình cũng không muốn ảnh hưởng tới sự nghiệp của Fanny nữa. Mình cũng không chịu được cái áp lực của dư luận. Mình cũng không đủ bản lĩnh để đứng lên để bảo vệ cho người con gái mà mình yêu thương. Người chịu tổn thương nhất là Fanny. Nào thì những cái comment, nào những cái inbox lừa dối, các thứ. Nhưng mà thật sự là bọn mình đã không vượt qua được cái đấy. Trong trái tim mơ hồ mong lung. Và phải dẫn tới là không thấy anh, làm bạn thấy anh. Có một cái clip bọn mình vô tình để lộ ra, một cái bằng chứng xác thực mà để cho các bạn fan kiểu giọt nước tràn ly và căm phẫn dã man luôn đấy. Cho em xem clip ấy đúng không ạ?
mình rất là muốn thổ lộ với người mình yêu bất cứ ở nơi đâu, bất cứ nơi nào, và mình có thể làm tất cả mọi thứ để thổ lộ tình yêu đó, và lúc đó mình đã không thể kiềm chế được. Ý là một phút sơ suất thôi là mình đã quay ra ôm Vani, bởi vì là thấy Mithy ôm bé kia đáng yêu quá, thì mình bảo anh cũng ôm em nè. Và Vani gạt ngay tay mình ra và chỉ anh điên ở máy quay kìa. Thực sự ra lúc mà quen anh á, em rất là vui, rất là hạnh phúc luôn á. Nhưng mà tại sao hai đứa mình lại dùng lý trí nhiều quá? Em là con gái, em không vượt qua được thì không nói đi, anh cũng không vượt qua được. Bây giờ anh phải làm sao bây giờ? Kiểu thấy em cứ suốt ngày phải suy nghĩ, suốt ngày phải giải thích với công ty, suốt ngày phải giải thích với tất cả mọi người, anh phải làm sao? Có một khoảng thời gian á, em lúc nào livestream á, em cũng khẳng định là em không quen cái anh kia, em không quen anh Minh. Em không hề quen, tại vì cái giai điệu chung đó là chỉ là thi hát thôi, là bắt cặp với nhau để thi hát thôi, nhưng mà mọi người ship rất là nhiều. Em kiểu lúc nào lên cũng khẳng định là mình với anh Minh chỉ là bạn thôi. Nhưng mà kiểu các bạn vẫn lúc nào cũng muốn là hai người phải yêu nhau, phải... Hôm nào mà mình livestream một mình á, mọi người cũng đều comment là anh Minh đầu sao anh Minh không like chung các thứ. Mình cảm thấy rất là áp lực. Và lúc đó thực sự là mình không thể nào vượt qua được. Nói là mình mạnh mẽ nhưng mà dù mạnh mẽ tới đâu thì mình cũng không thể nào vượt qua được những cái tiêu cực đó quá nhiều á. Mình không thể nào thoát ra được. Thôi, ngoan. Fanny là người rất hay khóc. Mọi người thử nghĩ xem kiểu người mình yêu có một buổi livestream xong lại khóc, một cái tin nhắn của công ty xong lại khóc. Mình là con trai mình phải làm sao? Mình phải từ bỏ thôi. Chứ bây giờ biết như thế nào. Thì cũng rất là may thì sau đó là mọi thứ ổn định hơn. Rồi bọn mình cũng quên mất luôn cái thứ tình cảm đó. Hoặc là nó vẫn là nằm trong đó nhưng bọn mình không có muốn khơi ra. Nó đã quá quen thuộc với nhau rồi. Và đến ngày hôm nay Vani muốn lên tỏ tình một người khác thì mình không thể đứng yên được nữa. Nhưng mà vì đã là một nhóm bạn rất là thân rồi nên là dường như mọi người đều thấy là mình và Fanny luôn xuất hiện với nhau. Vậy tại sao bây giờ anh lại ngồi đây? Lúc mà em quyết định lên tỏ tình á, đó chính là cái chất xúc tác mạnh nhất mà anh nghĩ là anh phải làm cái việc này. Lúc đấy tự nhiên kiểu mình bị mình phải làm một cái gì đó, bị thôi thúc, mình phải bản lĩnh lên và mình phải vượt qua chính bản thân mình để có thể ngồi đây được với em. Và anh đã nghĩ tới việc tỏ tình em trên sân khấu này. Dựa trên con phố quen ta từng yêu, vô tình nhìn nhau em buông khẽ câu chào. Ánh mắt kia đâu còn đắm say, dù cho tiếng yêu tôi vẫn giữ đây miệt mài. Chung là câu chuyện thì cũng đã trải qua khá là lâu rồi. Để bây giờ gợi lại những kỷ niệm thì rất là nhiều luôn á. Anh có một clip nữa. Ừ, không buồn nữa. Xem clip nữa đi. Anh Ly cũng thích nếu mà thực sự là có một cái cơ hội mà có thể là từ những cái người bạn thân, từ tình bạn tốt đẹp, trong sáng đúng không? Chúng ta tiến tới một mối quan hệ mà biết đâu là sẽ gọi là
vừa là người bạn này, vừa được làm tri kỷ nữa, mà lại còn gắn bó với nhau hơn từ giờ phút này rồi đến sau này nữa, thì điều đấy rất là tuyệt vời và anh rất là mong muốn điều đấy. Vicky và Thịnh có gặp nhau khá là nhiều, có cái duyên gặp nhau khá là nhiều ở bên ngoài, thì Vicky có cái dịp để mà hiểu hơn về cái chàng trai đấy. Theo trí nhớ của Vicky thì cái lần đầu tiên mà Vicky gặp Thịnh ấy, là Vicky thấy là ồ, thật là xoái ca, rất là đẹp trai, rất là dễ thương, và cảm giác khá là ấm áp. Vicky không biết là khi mà Thịnh yêu thì sẽ như thế nào, nhưng mà chắc sẽ là một tuýp bạn trai mà rất là chiều người yêu. Vicky cảm thấy là như vậy. Hả? Cái gì? Sao? Thiệt luôn hả? Thịnh tỏ tình với Fanny. Wow, ghê. Nhưng vẫn làm con gái, mình rất là thương Fanny, cho nên là mình sẽ có những cái chia sẻ cho Fanny trước khi Fanny quyết định có về chung đôi với lại Thịnh hay không. Thì bây giờ mình sẽ liệt kê những cái nhược điểm ra. Đầu tiên đó là ăn rất nhiều, nói quá nhiều, cãi ngang nha. Trâm từng đi quay với Du Thịnh rồi Trâm biết, từ chương trình trên sân khấu hoặc là chương trình thực tế gì cũng vậy, biết mình đã sai rồi không nhận, cứ cãi ra. Ưu điểm đó là cái gì? Ưu điểm đó là đẹp trai, cao, hát hay, làm nhạc giỏi, cũng rất là nhiều ưu điểm đúng không cả nhà? Thì thôi, thật ra vậy nè, Trâm cũng biết Thịnh với lại Penny rất là lâu rồi, là hai người bạn rất là thân, rất là vui vẻ hòa đồng với nhau. Tự nhiên đụng phát nghe Thịnh muốn tỏ tình Penny thì mình cũng thấy rất là hợp, cũng rất là dễ thương. Và Trâm cũng mong là Penny sẽ có những cái sự quyết định chín chắn dựa vào những cái mà Trâm đã liệt kê ra. Hôm nay thì Đỗ Hoàng Dương sẽ có một trọng trách khá là đặc biệt, đó chính là sẽ làm quân sư tình cảm cho chị Penny. Nói chung là cũng không biết là quân sư gì đâu, nói thế cho vui mồm thôi, chứ thật ra là chỉ có vài lời nhắn nhủ với chị. Đó chính là anh Vũ Thịnh thì chả được cái nước gì, chỉ được mỗi cái trông đẹp trai, cao, cái gì nhở, hát hay, xong rồi đã thế lại còn kiểu kiên trì, và đặc biệt một cái đó chính là rất là nghị lực. Đấy, có cái gì đâu ngoài mấy cái đấy đâu. Đấy, nhưng mà nói thế thôi, nói chung thì là chị Fanny hãy cố gắng lên nhé, bởi vì là em nghĩ đây sẽ là một cái sự lựa chọn rất là đúng đắn nếu như mà hai người đến được với nhau đấy. Hy vọng là hai người sẽ yêu nhau. Ông có thẳng quá không nhỉ? Thôi mà thôi, nói chung là có thẳng hay không thẳng thì đến nước này rồi thì chỉ khuyên chị như thế thôi. Thế nhá, chúc hai người hạnh phúc. Piu piu. Lý do không nên hẹn hò với Vũ Thịnh: top 1, đẹp trai. Thường con gái có một đặc quyền đó chính là giận bạn trai, nhưng mà với gương mặt của Vũ Thịnh thì làm sao mà có thể giận được, đúng không các bạn? Cho nên các bạn nữ phải cân nhắc khi mà hẹn hò với Vũ Thịnh nhé, bởi vì các bạn sẽ mất đi một đặc quyền đó chính là được giận bạn trai của mình đó. Lý do thứ hai đó là vui tính. Đã đẹp trai lại còn vui tính nữa, quen nhau về suốt ngày ôm bụng cười à, có khi lại lên 6 múi đấy, hại cho sức khỏe lắm, không nên hẹn hò nha. Thôi anh chỉ gợi ý như vậy thôi, còn bạn nào xui gặp phải Vũ Thịnh thì nên xem xét kỹ nha. Với năm lý do như vậy, anh nghĩ là Vũ Thịnh nên ế cả đời, đúng không các bạn? Nhưng mà nó mà ế thì nó ám tụi anh dữ lắm, cho nên là anh chúc cho Vũ Thịnh sẽ thành công trong lần tỏ tình này nha. Hello bạn mình, thì hôm qua tôi có nghe được một cái tin động trời là hôm nay Thịnh sẽ lên chương trình để tỏ tình bà. Thì thực sự tôi cảm thấy rất là vui, vì Tim Tím của tụi mình cũng đã chơi với nhau rất là lâu rồi, nhưng mà tôi là cái người mà đứng ở giữa, tôi thấy là hai người thật sự là đã thuộc về nhau từ rất lâu rồi, cũng không cần những cái lý do gì mà như đã Thịnh đã nhờ tôi quay cái clip này để nói ra những cái lý do mà bà nên yêu Thịnh. Thật sự là tôi đã tìm rất là nhiều lý do để hai người có thể hẹn hò với nhau, nhưng mà chả có lý do gì nó chính đáng hết. Mình muốn hay không thôi, mình muốn mình sẽ không có lý do. Thì tôi đã từng nói với Fanny là tôi rất cảm thấy rất là ngưỡng mộ, rất là có một chút ganh tị nhỏ đối với những cái người mà họ đã tìm được cái người mình yêu, và cái người mình yêu cũng yêu mình. Và tại sao hai người đã tìm được nhau rồi nhưng mà tại sao hai người không đến được với nhau, tôi cũng chẳng hiểu lý do gì hết. Nhưng mà hôm nay tôi nghe được cái tin đó thì tôi cảm thấy rất là mừng. Nhận được lời mời quay clip của Vũ Thịnh thì mình cảm thấy rất là vui, vì mình biết hai bạn đã thử cho nhau thêm một cơ hội nữa. Mình nghĩ có thể do sự ủng hộ của cặp đôi gà bông ít nhiều đã trở thành rào cản cho hai bạn, và mình cảm thấy rất là khó xử khi mà
biết hai bạn không thể tiếp tục được với nhau. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ các bạn khán giả đã hiểu cho tụi mình nhiều hơn và mọi người sẽ ủng hộ cho cặp đôi mới này, cũng giống như là Min ủng hộ cho hai bạn gì đó. Và Fanny ơi, em đừng suy nghĩ nhiều nữa, hãy cho bản thân một cơ hội và đừng đánh mất nữa. Sao? Thấy mọi người khuyên sao? À, cái anh cuối cùng là cái anh cặp đôi gà bông với em ấy. Mọi người khuyên thì em có cảm giác gì? Thì anh nhờ thì tất nhiên là mọi người phải khuyên em đồng ý rồi. Không, anh chỉ nhờ là nhờ kiểu mọi người quay em cái clip thôi, chứ anh đâu có biết là cho mọi người là nhờ như thế nào đâu. Còn lại là mọi người nói cho tâm tư của mọi người chứ. Không biết nói sao nữa. Anh sẽ làm cho em bất ngờ thêm nữa. Đây này. Đứng đây nhắm mắt, không được xoay lại nha. Nhắm mắt đấy nha, không được mở ra đâu á. Phiêu du lướt không gian nhớ lúc mới yêu nhau. 1, 2, 3 cuộc phiêu du bắt đầu. Đó là ngày đẹp xinh trời đất sẽ duyên để chúng ta thấy nhau. Ánh mắt sáng long lanh, chạm tim anh rất nhanh. Anh chỉ cười để mong em ngó xa xa cũng thấy anh rất ngầu. 1, 2, 3 nhịp tim nhanh bắt đầu. Đôi câu chuyện làm quen cười nói vu vơ kéo chúng ta bên nhau. Đánh thức sang tinh mơ, ngàn tin nhắn mỗi đêm. Những câu hẹn nhiều hơn vì chúng ta bỗng dưng chẳng thể thiếu nhau. 1, 2, 3 tình yêu đã bắt đầu. Em có thấy bài hát này quen không? Quen. Bài này là mấy ngày này là anh ngồi anh tập đàn ấy, nhưng mà anh không dám hát. Tại vì là sợ hát thì em biết hết lời rồi, nên anh chỉ có đi đi đô đô đi đô ni đô a mu chi na 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 di ta. Kiểu cô ấy cứ thấy đi xuống là thấy mình ngồi tập đàn, bảo tập cái gì bảo không biết. Có nghe rõ lời bài hát không? Có. Nhưng mà bài hát mới chỉ sáng tác được một nửa thôi, vẫn còn thiếu một nửa nữa. Và anh có nói với Vicky là chị đừng có viết tiếp, chị đừng có viết tiếp. Phần sau hãy để dành cho Honey. Nếu mà em mà tán được Honey đợt này về là em sẽ để cho Honey hát nửa cuối. Đấy. Thế là thì Vicky đồng ý, ok. Anh cũng rất mong là anh và em có thể hoàn thành được bài hát này. Thôi đừng có thiệt ra gì hết, nghe từ thiệt ra là thấy có điểm rồi này. Không chơi từ thiệt ra nha, không chơi từ thiệt ra thì chưa được thiệt ra gì hết. Cho em kết nối với cả ba mẹ cả, chết nhầm, lộ rồi. Cho em kết nối với một người quan trọng được không ạ? Hello ba mẹ. Chào con gái. Hello. Ủa, con đang bên chương trình hả? Dạ, con đang ở chương trình nè. À. Tới đâu rồi con? Tới chỗ sắp quan trọng rồi. Nhưng mà con đang run quá. Rồi coi như con ăn uống gì chưa? Con ăn rồi.
thì con cứ bình tĩnh. Rồi con coi như mình cảm nhận cảm chân thật ở trong đó là được rồi. Mình cảm thấy như thế nào? Thì ba má thì thấy Thịnh nó tốt á, mấy lần nó tới nhà chơi thì thấy cũng nhanh nhẹn, rồi cũng làm việc tốt như vậy kia, rồi thay vì má phải là leo trèo lên má lấy đồ xuống má nấu. Thịnh ơi, xuống mới đồ lên cho má rồi được rồi. Thấy là lanh lẹ vậy là tốt được rồi, cũng biết là phụ má này kia thì cũng hay đó. Thì tùy con, vì cái này là chọn người hạnh phúc của con. Con thấy được tốt thì con, thì mình đang là cái thời gian tìm hiểu thì con cứ tìm hiểu. Nhưng mà bây giờ con với Thịnh đang là một người bạn, nhưng mà quen nhau thì con lại sợ đánh mất cái tình bạn đó thì sao? Cái đó thì cũng bình thường thôi. Như hồi xưa ba má mới đầu thì cũng chơi nguyên một nhóm là bạn bè thôi. Thì cái lúc mà bà là phải ý nhau rồi là coi như là thích thì tiến tới. Đó. Thì coi như là người đến trước chị, người đến sau. Như con cái đến sau con là người ấy thì con thấy hạnh phúc. Thì con cứ việc tiến tới như mình tìm hiểu. Tốt. Đó. Thì má thấy thì nó tốt. Thì con cứ tìm hiểu rồi mình tên em tiến tới thôi, không có gì đâu con, không phải lo. Rồi, con đang thời gian tìm hiểu mà. Yeah. Mình cảm nhận được. Cái đó mình cảm nhận thôi chứ không ai nói trước được gì. Dạ. Dạ ba mẹ nghỉ ngơi sớm nha. Dạ con. Anh uống ngựa nhộn nghỉ nha. Đỉnh chưa? Liên hệ với ba mẹ luôn á. Đã chơi là phải chơi cho tới, làm anh là phải gọi là dùng gọi là gì nhở? Chiến thuật là đánh úp. Đấy là phải từ trên tuyến đầu đổ xuống. Đấy, phải dùng đến cái chiêu đó để liên hệ với ba mẹ á. Mẹ em không bao giờ chịu quay một cái gì đó với em đâu. Mà sao anh liên hệ mà gọi được vậy? Đây là lần đầu tiên mà em thấy ba mẹ em ngồi nói chuyện với em một cách nghiêm túc như vậy luôn á. Thật ra thì để có cuộc nói chuyện này thì cũng không phải là đơn giản, bởi vì mọi người đều biết là các phụ huynh của chúng ta là rất là ngại khi lên sóng, hay là rất là ngại nói chuyện một cách thẳng thắn như vậy. Nhất là nhận lời đề nghị từ mình là một người bạn của Fanny thôi, nhưng mà anh đã phải tâm sự với mẹ rất là nhiều. Thật sự là con muốn chăm sóc cho con gái của bác. Con muốn cô ấy hạnh phúc. Con muốn làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cô ấy. Và cô ấy rất là thương bác, cô ấy rất là tin tưởng bác. Và con nghĩ là chỉ có bác là người đưa ra được một cái ý kiến để cho cô ấy có cái sự tin tưởng. Mà bác phải tin con là một người đàng hoàng. Bác phải tin con là một người yêu thương con gái bác hết mực. Thì bác hãy giúp con một lần thôi, chỉ đúng một lần thôi. Và nếu mà trong trường hợp cô ấy vẫn không đồng ý thì sự lựa chọn sẽ là của cô ấy. Nói chung là lúc anh nói thì nó không có ngắn gọn xúc tích thế đâu. Anh cũng nói lan man lắm, nhưng mà anh đang tóm tắt lại cho em như vậy. Thì ba mẹ em cũng đồng tình và cũng đồng ý. Anh cũng rất là vui bởi vì được sự chấp thuận của hai bác. Trời ơi, được sự chấp thuận của ba mẹ rồi thì 80% rồi còn gì nữa nhở? Cái này là giả. Cái này cũng giả.
vũ trụ hoàng mỹ. Công ty truyền thông hàng đầu trong việc hợp tác và sản xuất các chương trình giải trí ấn tượng. Là đơn vị tiên phong trong việc liên hệ và cung cấp KOLs nghệ sĩ chất lượng cho các dự án. Mọi thông tin vui lòng truy cập vào website để biết thêm chi tiết. Mình và Fanny không chỉ là những người bạn, chúng mình đã từng yêu nhau. Anh cũng rất mong là anh và em có thể hoàn thành được bài hát này. Con muốn cô ấy hạnh phúc, con muốn làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cô ấy. Được sự chấp thuận của ba mẹ rồi thì 80% rồi còn gì nữa nhỉ? Sẽ chẳng về nữa, cứ thế xa rời anh như mây trời nhìn chung cách xa, làm sao bàn tay níu tới. Phải chỉ mình đừng đắm say, thì giờ đã chẳng còn yêu phố say hay. Ngày xưa ấy qua rồi, câu yêu đặt vội trên môi. Nơi đây một con tim vỡ đôi, có lẽ em chẳng muốn giữ lấy tiếng yêu đâu, vì đâu vẫn vương em mang về nơi không ngờ. Đã từng gọi nhau là chúng ta, một lời chia tay câu yêu hóa nên xa lạ. Vài câu nói như thường sao khiến một đời vẫn tí. Em ngồi đó đi. Em đừng hỏi Fanny thêm một câu nào nữa. Những gì em muốn nói em đã nói hết rồi. Những gì em cố gắng em làm hết rồi. Để chị xem nào. Hoa hồng, hoa sen trắng. Cái này là giả. Hoa hồng, hoa cẩm chướng, hoa mẫu đơn. Cái này cũng giả. Đèn cũng là giả. Lụa, disco, mây. Mấy cái này là tốn một tiếng để mà mình set up, dàn dựng đó. Nhưng mà em có biết là lẽ ra chỗ này nên là một cái bàn nhậu không? Chỗ này là Fanny sẽ ngồi đây nè, với cái người mà cổ mới rung động đó. Người đó sẽ ngồi ở đây, và Fanny sẽ nói là cảm ơn anh, em đã làm trái tim của em sống lại và em hạnh phúc vì điều này. Trái tim đã chết và đã cảm thấy là nó đau đớn biết chừng nào khi mà em cứ phải bác bỏ những cái điều em thật sự mong muốn.
em sống trong một cái tình cảm như là cái mồ trong bốn bức tường đó. Và cuối cùng anh là cái người cho em ánh sáng và em bước ra để em ngồi ở đây em nói là em rất là muốn được đi về với anh có muốn về với em không? Và hai người nắm tay nhau đi về trong cái sự chúc phúc của tất cả bạn bè. Nhưng mà em xem nè, người ta sẽ nói em là kỳ đà cản mũi, người ta sẽ nói em là cố chấp, người ta nói em là đánh úp, người ta nói đây là những cái sự giả tạo của một chương trình đã được dàn dựng kịch bản sẵn. Nhưng mà em biết không Fanny, một cái người khờ khạo như vậy á mới là người thật sự yêu. Người ta có thể tấn công em bằng những đòn quyến rũ nhất, người ta có thể xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm nhất, với tất cả sự ngọt ngào và sự tinh tế mà em mong chờ. Nhưng mà cái cảnh giả một tiếng này đã xuất hiện trong đầu của Thịnh cả mấy năm qua từ khi em bỏ đi rồi. Nói là chị cũng phân vân lắm chứ. Là cái nhẫn cưới hay là năm cái nhẫn rất là đẹp ở trên tay chị nè, cái nào nó cũng là đầy ước mơ hết á. Cái này sẽ là rất là nhiều hoài bão mới mà chị có thể xây dựng. Còn cái này á là sự chờ đợi, chị phải chọn cái nào đây? Nhưng mà cả hai cái đều là một mà. Em có thể chọn một người mà sau này em có thể tin tưởng mà. Hoặc là em chọn một sự rung động, mà trong cái sự rung động đó đó, biết đâu ngày mai đây, một tháng nữa, khoảng 2 tháng nữa, người ta nói là ngày hôm đó là em đã đến vì anh, nhưng mà anh đâu có chọn đâu, là em bắt anh chọn. Nhưng mà cái người 3 năm qua không ngại là từ Nhà Bè hay là quận Tân Bình, hay là đi lên đi xuống 20 mấy cây, 40 mấy cây một ngày, đi đến như một thằng khờ đi năn nỉ cho ba mẹ mình, chỉ để cho em ngồi cười ở đó 5 phút thôi, đẩy em vào cái thế khó xử như vậy, người đó cũng không muốn đâu. Cái người mà không quan tâm là khi pháo bông xuống họ trông cũng rất là ngớ ngẩn với một ca khúc mà đã tập đi tập lại nhiều lần trong lén lút, sẽ làm em khó xử lắm đúng không? Nếu là chị cũng không biết làm sao nữa. Chị đã có một kế hoạch và người đó tới, một người rất cũ tới và nói rằng chị bỏ hết kế hoạch của chị đi, vì giây phút này là giây phút quan trọng nhất. Và đúng thật, nến này có thể là giả, nhưng mà cái giây phút này nè, trái tim em là thật. Em biết cái gì là thật, cái gì là ngắn, cái gì là dài, cái gì là nên và không nên. Giống như hình xăm trên ngực của em vậy đó, nó là music, nó là âm nhạc, nó có gốc rễ. Vậy thì cái gì đi từ gốc và cái gì đi từ ngọn, cái gì là hoa rụng vài ngày và cái gì là đất. Bây giờ sẽ là lúc em quyết định. Xin lỗi vì chị đã nhiều lời, nhưng mà em sẽ ở lại để bày một cái bàn nhậu và nói cho cái người mà em choáng ngợp vì sự tử tế của họ rằng em đã rất thích họ trong thời gian vừa qua. Nó minh chứng được cho sự bồn chồn của Vũ Thịnh từ đầu đến giờ. Anh ta không cười nổi nữa. Em sẽ chọn một người khiến em cười trong chốc lát, hay là người sẽ lau nước mắt cho em hết đời này. Em giờ đây đã có người ta đón đưa, gửi em tiếng yêu nơi trời rất xa, có nghe nỗi nhớ dâng trong lòng ta. Bây giờ anh có thể đếm từ 1 đến 10 để em trả lời được không? Xưa còn đây trên từng ngón tay. Lại là 10 giây. Lời nghe như mới hôm qua bao đắm say, giờ người quanh đi xa mãi. Có nghe yêu thương vỡ theo đôi có say. Anh luôn là một thằng cứng đầu luôn á. Và như anh đã nói là anh luôn luôn vì tình yêu, anh bất chấp tất cả để vì tình yêu của mình luôn. Vậy mà cuối cùng bằng một cách nào đó mà. Anh có thể đếm thôi được không? Nếu anh đếm hết đến 10 mà em không nói gì sao? Nếu anh đếm hết đến 10 xong rồi thì đó cũng là câu trả lời của em mà. Có thật lòng yêu em, từng dòng ký ức sẽ viết tên ai, hình bóng ấy làm sao để phôi phai. Con đường
thương ta đi giờ anh một mình lẻ loi. Gửi em tiếng yêu nơi trời rất xa, có nghe nỗi nhớ rằng trong lòng ta. Gửi em những vẫn vừa xưa còn đây. Mười. Em đồng ý. Em đồng ý. Em là ánh dương của mặt trời, như là ánh trăng treo đầu non, là ánh sáng của cuộc đời anh khi bình minh lên. Anh là trái đất xoay quanh người, qua hàng thế kỷ không đổi thay. Lặng lẽ đưa gió bay qua để dành thêm màu nắng. Như một dấu ôi thật diệu kỳ, tim cầu cứ xoay tròn phân ly. Ngày ngày mang niềm vui cho anh như bất tận. Nơi nào có em sẽ là nhà, chẳng cần kiếm chi ở đâu xa. Đã ở ngay trước mắt anh đây là cả thế gian. Vũ trụ hoàn mỹ. Giờ tụi mình lên được rồi đó. Và người đã đến cho anh mơ mộng nhiều. Bàn tay ấy đã nói thay bao điều để anh cảm nhận được. Coi như mình xóa ký ức đi ha. Mình coi như mình xóa là không biết là hôm nay Fanny đến đây vì ai là một ẩn số ha. Dạ yeah. Nhưng mà kết quả thế này thì mừng quá rồi. Thịnh là một người không bao giờ chịu thua. Đó là anh không bao giờ chịu thua bất cứ một cái lĩnh vực nào hết. Và anh chưa đầu hàng bất cứ một cái gì cả. Không bao giờ chịu thua. Nhưng ngày hôm nay tôi thua bạn. Nè, giữ cho kỹ nha. Em nhìn xem bao nhiêu người đúng á mà hết lòng vì em như vậy đúng không á. Anh mà thả em ra một xíu thôi thì anh mất em thì sao? Giữ cho chặt vào chứ. Giữ cho kỹ nha. Cảm ơn. Respect quá. Giữ cho kỹ nha. Hôm nay không phải là buổi hẹn đầu tiên của hai người đâu nha. Mà Wow Day sẽ là một buổi hẹn hoành tráng hơn nha. Anh là một người thứ ba anh ngồi anh cảm nhận. Và anh cũng cảm nhận được cái tình yêu mà nó lan tỏa ra được rồi. Vì thế thì anh cũng xin thật lòng chúc anh Vũ Thịnh và Fanny thật hạnh phúc. Mãi mãi hạnh phúc. Em Vũ Thịnh. Em Vũ Thịnh. Trân trọng mình cảm ơn cho em. Cảm giác giống cảm ơn đám cưới vậy đó. Cảm ơn. Còn Phương Đông thì sao? Ông câu nói là những người yêu nhau đi một vòng thường sẽ quay lại về với nhau. Xin chúc phúc cho hai người dễ hạnh phúc thật là lâu bền. Dạ, còn gì hạnh phúc hơn nữa được mọi người chúc phúc như vậy. Mong là quý vị khán giả cũng sẽ dành thật nhiều những tình cảm để chúc phúc cho tình cảm chân thành này. Khi mà em coi Vũ Thịnh làm ở những cái điều gì đó ở trên sân khấu này á, em cảm giác như một cái gì đó rất là đúng đắn đó, để cho mình phải nói theo á. Cảm thấy rằng là rất là tôn trọng Thịnh. Thật sự. Nên là đừng có xa nhau nha. Đừng có xa nhau nha. Đầu tư thật đấy. Chiến thuật này mai mốt bạn có thể liên hệ Vũ Thịnh. Bây giờ Thịnh nói gì nữa trước khi tạm biệt nè. Có rất nhiều cảm xúc nhưng mà em có thể tóm tắt lại hai cảm xúc chính. Thứ nhất là chắc chắn là phải là vui rồi, bởi vì là mình đã dám dũng cảm và đã dám dành lấy cái hạnh phúc của mình, và anh cũng rất là mong anh em sẽ tìm được hạnh phúc của chính bản thân mình. Cái cuối cùng là chắc chắn là cảm ơn các anh chị ekip rồi, bởi vì nhắc tới anh chị ekip là sẽ không, mọi người không thấy một ekip nào đáng yêu và hết mình và dễ thương đâu. Mình không thể nào mà có thể nói được hết tất cả tên mọi người ở đây, nhưng mà thật sự từ đáy lòng em cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Nhờ có mọi người thì bọn em mới có thể tỏa sáng được ở trên sân khấu này. Bọn em tìm được hạnh phúc, tìm được tình yêu, và bọn em có thể về với nhau. Có thể về với nhau. Em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Nhưng mà coi như vậy là mình có tạm biệt Vũ Thịnh ở đây rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau vỗ tay để chúc mừng cho Fanny và Vũ Thịnh cuối cùng đã rời chương trình, rời hai vũ trụ cả ngôn tình và cả tỏ tình. Bây giờ thì các bạn sẽ cùng đến với cái tim đầy hoa hồng đó. Cùng thương nhau một cái đi. Dạ. Kì quá. Cái này quá đơn giản luôn.
trai nhau nha. Hạnh phúc nha. Yeah, làm tôi làm rồi. Tôi cảm thấy hai người là cái điều gì đó nó đúng đắn mà đừng xa nhau nha. Anh Thiệt á, chúc hai người hạnh phúc ha. Đã nói thay bao điều để anh cảm nhận được rằng anh nhớ em chính là người bye bye. Anh đang tìm kiếm. Em là ánh dương của mặt trời, như là ánh trăng treo đầu non, là ánh sáng của cuộc đời anh khi mình mình lên. Anh là trái đất xoay quanh người qua hàng thế kỷ không đổi thay, lặng lẽ đưa gió bay qua đây xanh thêm màu đá. Như nguồn sống ôi thật siêu kỳ, tình cầu cứ xoay chẳng phân ly, ngày ngày mang niềm vui cho anh như bất tận. Nơi nào có em sẽ là chúng nhà. Chúng tôi có một câu chuyện dài để kể sau cánh cổng đã đóng lại đó nữa. Nhưng mà cũng phải lúc nói lời chào tạm biệt đến tất cả mọi người đã cùng giận, cùng cười, cùng khóc, cùng chia sẻ, cùng cảm thông và cùng chúc phúc. Quan trọng là chúc phúc cho Vũ Thịnh và Fanny. Hai bạn trẻ đã vượt qua rất là nhiều những sóng gió. Và có thể là ở trước mắt của họ tiếp tục vẫn còn có rất nhiều chông gai. Và tùy thuộc vào tất cả sự bao dung và sự thấu hiểu của mọi người đang đồng hành với câu chuyện tình yêu này. Và mong là mọi người cũng sẽ đồng hành và thấu hiểu cho những câu chuyện tình yêu sắp xảy ra ở trên sân khấu này. Và mong là mọi người cũng sẽ có hạnh phúc cho riêng mình nữa. Đừng quên tải ứng dụng Wowday trên nền tảng iOS và Android để trải nghiệm nhé. Cảm ơn Wowday đã đồng hành cùng chương trình. Đây là ứng dụng đầu tiên khuyến khích người dùng của chúng ta có thể tạo ra một buổi hẹn và gặp gỡ ngoài đời thật. Trăm ngàn lời chat không bằng một lát bên nhau. Chúng ta đã thấy tất cả điều đó trên sân khấu. Chúc quý vị một buổi tối an lành. Xin chào và hẹn gặp lại. Wowday, ứng dụng hẹn hò đầu tiên khuyến khích người dùng tạo một buổi hẹn và gặp gỡ nhau ngoài đời thật. Mọi người, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Còn bây giờ hãy cùng làm quen với hai người bạn mới, đó là anh Quang và Đạt Kiều. Xin chào mọi người, mình là Đạt Kiều, thành viên mới của chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Còn đây là anh Quang, anh ấy lớn tuổi nhất trong hội của mình, có thể nói là đàn anh trong lớp mình đó mọi người ơi. Anh Quang là anh mới bị đúp học hay sao ấy? Về lớp mình học đúp. Đúng không? Mấy năm dưới kính trong tim. Sao nữa sao? Thương em đôi mắt ướt nhòa. Điều tiếp em luôn dưới kính trong tim. Ngày mai nắng gió sương tan. 3 2 1 hết giờ. Ở ngay trước mắt anh đây là cả thế gian. Perfect Universe, vũ trụ hoàn mỹ. Công ty truyền thông hàng đầu trong việc hợp tác và sản xuất các chương trình giải trí ấn tượng. Là đơn vị tiên phong trong việc liên hệ và cung cấp KOLs nghệ sĩ chất lượng cho các dự án. Mọi thông tin vui lòng truy cập vào website để biết thêm chi tiết.